không có tiền không có gì vui á. Ở trên đời này không có cái gì không có tiền mà vui á. Nhiều khi cũng không biết là do mình quá hay là do mình xui nữa thiệt. Mày xui, nghèo nó hay xui lắm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái set phục HO 817. Vô trong khu du lịch Sơn Tiên gắn phục cho khách luôn. Nhanh gọn lẹ các bạn. Ghế này nhà bà ngoại ăn ké mấy bạn. Chỉ cần nhiêu đây thôi là đủ dụng cụ hành nghề rồi. Một cây súng với lại một cái tiếp 14, một chìa khóa 14 từ bên kia dướng cây bôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái set phục HO 817 cho SH300 với lại SH350. Đây là có luôn hai cái nấm chỉnh factory. Đây là hàng real nha anh em. Tí mình sẽ mình xuống mình ráp cho anh khách. Cái này mình bán loanh quanh đâu đó phục thì mình bán còn bảo hành khoảng tầm một năm mấy, khoảng 12 đồng. Còn set HPA này cũng theo luôn. HPA hiện tại bây giờ new một cây này nó rơi vào khoảng tầm 5 triệu mấy, một cặp đó khoảng tầm 11 triệu. Thì các bạn này là hàng lướt đẹp thì nó không có chạy chuội gì hết, thì nó rơi vào bên quanh đâu đó một cặp người ta xả bán cũng khoảng tầm 7-8 triệu nè. Thì một set này các bạn cứ tính đi, nó rơi vào bên quanh đâu đó cũng khoảng tầm 17-18 triệu cho một set có luôn HPA factory. Còn các bạn mà xài HPA phay thì nó rẻ hơn. HPA phay thì nó lên quanh nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu mấy, gần 2 triệu một cái thôi. Vô để đây phát nữa đi ráp. Dạ các bạn, vô trong khu du lịch Sơn Tiên gắn phục cho khách luôn. Quá ưng là VIP Slip. Khu đẹp bự lắm nha. Để các bạn đi xe mô tô vô là chạy là vất vả luôn á. Nói chứ mấy anh em nào mà mua đồ chơi hay là ở đâu mấy cái tỉnh lân cận, chỉ cần có thêm tiền vận chuyển là mình tới nơi mình gắn luôn nha. Không cần phải lần xe cấu và chạy lên tới Sài Gòn đâu. Chỉ gần trang trải đủ tiền giàu, tiền nhà là mình quất. Vé vô đây là cổng là bao nhiêu ta? 450 cho người lớn, 250 cho trẻ em chị. Là combo full hết. Bao gồm hết tất cả những trò chơi luôn trong cái công viên nước.
mấy lần định đi mà người ta kêu nắng quá chứ. Thực ra là ở trong này á chị, ở trong nó có hệ thống mái che á, hệ thống mái che nó phủ hết toàn bộ ở trong luôn à. Nên là cũng không có nắng đâu, thoải mái. Chơi thực tế ảo, không trò chơi 4D á, nằm hết trong này. Bự quá à. Thì mấy có mấy người đi rồi thì người ta kêu nắng quá, cái mình cũng đang nằm biếng. Nắng là giống như anh chị đi như thế này là nắng nè, nhưng mà khi anh chị vô trong nó có mái che hết rồi, không có nắng. Nghỉ hè cho mấy đứa nít ta đi chơi. Xe em thì được khoảng tầm 2 con xe thắt chứ, thì 1 con xe quay. Nhanh gọn lẹ các bạn, tốn khoảng tầm 15 phút là xong. Nói chung là những cái đồ mà xe zin thì làm lớp lay nó lẹ. Kể cả ví dụ mấy anh em muốn gắn thắng hay là heo huyết gì, các bạn cứ đọc hết mấy bạn muốn gắn heo gì, dễ gì, cho xe gì. Ở trên Sài Gòn mình sẽ chạy ra riết đồ sẵn hết, mình về là mình chỉ có ráp cho anh em thôi. Thì tùy theo cái option anh em gắn, tùy theo option anh em nhiều ít á, mình sẽ tính cái thời gian của mình đi để cho nó kịp giao trong ngày cho anh em. Nói chung là cứ trong cái giới hạn giữa xe thương mại, giống như là gắn phuộc nè, heo trước sau nè, rồi tay thắng trước sau, bấm dây dầu ví dụ vậy. Còn những cái mà lắp cốc lan can giống như là phải câu điện, rồi có liên quan những cái mà tiện chế cháo rồi nọ thì nó sẽ hơi khó, bắt buộc phải chở xe về xưởng các bạn. Giờ về ghé ăn cơm, lát nữa chở con VX6R ráp cặp phuộc xong rồi ghé về Biên Hòa lấy thùng đồ rồi sáu về sơn các bạn. Đây tạt qua nhà cô em bên Gò Vấp chở con VX6R về. Con này là con đời 2012-2014 rồi các bạn. Mẫu này là vẫn là còn mẫu đèn halogen chứ không phải là mẫu đời mới. Còn đời 2008-2009 là khác nữa.
rồi đời cao sau này là cái đời mẫu đèn led, mà cái con này dự kiến của chủ xe là sẽ làm lại lên full quyền con thành cái mẫu đời mới, mà ảnh chưa cho một cái kinh phí để mình biết, mình cân đong đo đếm thử coi là dự trù ảnh bao nhiêu tiền để mình sẽ tính toán được, bởi vì mình còn phải kiểm tra lại phần máy, phần nồi, rồi những cái thứ lóc cóc len can nữa, nên là mình phải biết kinh phí để mình dự trù nữa. Ok anh em, bye bye anh em. Anh em nào có nhu cầu thì dọn xe hay là mua bán đồ chơi gì cứ alo mình ha, 0903 678 918, gặp bên Tây Ken. Bye bye, chào tạm biệt. Thank you.